Vâng, Bolero và một cái giai điệu mình cũng chơi từ rất nhiều năm rồi. Và thế là toát lên một cái gì đó mà cứ cảm thấy cũng rất là khó so sánh giữa U1 và U2, ở chỗ là U2 thì cảm giác âm thanh nó dày hơn, âm thanh nó lớn hơn. U1 nó có cái gì đấy trong, nó trong hơn. Đấy, một cái có một cái vẻ riêng, nhưng mà với cụ thể hai cây mà mình vừa chơi thì đều đều rất là hay. Nếu bạn nào có khuôn viên rộng một chút thì lấy cây U2, mà bạn nào mà nhà nhỏ một chút, hẹp một chút, phòng hẹp một chút thì lấy cây U1, đều rất được. Và bây giờ chúng ta nghe âm thanh của từng phím một cây đàn này. Hiếu muốn chia sẻ với các bạn rằng là với Hiếu thử từng phím ý, thì cái ngoài cái chuyện là cái màu sắc âm thanh trên toàn bộ phím đàn đấy, nó đều với nhau, và cái độ sâu của phím nó đều với nhau, và cái lực tương tác trên mặt phím nó đều với nhau đấy. Và để cảm nhận cái điều đó thì phải thực sự một người chơi đàn và chơi tốt đấy. Cho nên là đôi khi các bạn chỉ thử thử hoặc là đánh đơn giản thì đôi khi nó không toát lên được hết cái đàn đấy, mà chúng ta phải cảm nhận được hết cái lực đấy. À, và với Hiếu chơi đàn thì lâu rồi nên là đôi khi chỉ cần nặng hơn một chút, nhẹ hơn một chút một trên một phím đàn là mình cảm thấy ngay, mình cảm nhận được ngay. Cũng như ngày xưa nói vui là mình có quen một số thầy lang ấy, thì là các thầy nhiều khi là không cần phải cân đâu. Các bạn để các thầy bốc thuốc ấy, cứ bốc lên là đặt, bốc lên là đặt thôi. Thì làm khi chúng ta cứ lo rằng là người ta bốc thế thì chỗ nhiều chỗ ít, thì không phải đâu, bốc nhiều rồi nhấc lên là bao nhiêu gam, phẩy phẩy bao nhiêu là rất chính xác. Thì người chơi đàn thì cái lực xuống bao nhiêu là rất chính xác trên từng phím đàn. Để các bạn hình dung như vậy. Vâng. Đó là thói quen nghề nghiệp thôi. Và bây giờ chúng ta xem cận cảnh cái chữ Yamaha. Xem cái lá nhạc. Đó. Cái nắp này rất là đẹp đúng không các bạn? Và đó. Vâng, bây giờ chúng ta xem phần phía dưới. Vâng. Các bạn thấy đó. Ba cái bên đàn, vâng, hơi bụi chút thôi nhưng các bạn thấy này. Đấy. Thì ngoài cái bụi ra là nó rất sáng sạch như thế này. Rồi. Các bạn nhìn này, đó. Đây, con ngựa này, cái đầu dây không gì, vẫn còn cái chặn dạ chặn âm đây. Đấy, ngựa đây. Đấy, các bạn thấy là tất cả đều rất là sạch sẽ, và rất sạch sẽ. Đó. Chúng ta xem trên này. Đó. Đây, các bạn thấy là cái đầu hồi này. Cái U2 thì bây giờ người ta cũng làm cái chân gọn lại như thế này. Đấy. Đôi khi vận chuyển nó cũng thuận lợi hơn. Vâng. Mà đó, các bạn xem cái nắp đấy, cái đốt của bản lề rất là dài đây, các bạn nhìn rõ hơn. Đôi khi vận chuyển lên cầu thang và vần ấy, thì nó không bị vướng cái chỗ này đấy, cũng là một cái lợi thế. Và đôi khi là chúng ta đi nó cũng gọn chân hơn. Bốn cái cột trống và hai cái tay sách như thế này đấy, bốn cột trống hai tay sách này, và đấy, cái thùng vang như thế này đấy, rất là tốt. Và đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chúng mình tính và thì đây chúng ta xem kỹ hơn cái này thì chúng ta sẽ vâng lại rất chắc. Các bạn nhìn đây, đây tôi muốn giới thiệu với các bạn cái này. Đấy, cái này là ở bên hiệp hội bên Nhật họ gắn vào sau khi mà họ kiểm tra, và thì các bạn thấy là đây là có tên đàn này, model đàn này, số này, đấy kiểu đàn upright grand này, đấy cái này là họ xác định là sản xuất tại Nhật này, đấy và những cây đàn này đều được kiểm định một cách rất là kỹ càng, là đều có cái mã code ở đây. Đấy, và bây giờ chúng ta trở lại với phần bên trong cây đàn. Và chúng ta xem cái chốt pin. Đó. Chốt pin rất là ok đấy các bạn. Đấy. Đây này. Đấy. Chốt pin. Đấy. Đây, cái đầu dây. Đấy, các bạn nhìn cái đầu dây này. Đấy, được bảo dưỡng này. Tiếp theo chúng ta xem cái búa này. Đấy, chúng ta nhìn búa của Yamaha. Đấy, Yamaha thì họ sản xuất toàn bộ cây đàn.
Nó không như là một số hãng khác thì họ sẽ phải búa của Đức hay của Anh gì đó. Đấy. Thế rồi là các cái dây rất nhiều thứ của các hãng khác, nhưng mà Yamaha thì họ sản xuất hết. Các bạn xem. Ra dạ, lò xo dây co cái đàn nó rất là đều. Rất đều, rất ổn như thế này. Cái đàn rất được các bạn ạ, rất được. Chúng ta cùng xem bên hiệp hội piano đã qua sử dụng một nhà đoạn đánh giá cái đàn này như thế nào. Cái đàn sản xuất năm 1973, cao 1m27, được sản xuất tại Nhật. Sau quá trình sử dụng được đánh giá là body B, Kia Pin A Action B cộng và Sport A, và body B, Kia Pin A Action B cộng và Sport A, một cái đánh giá rất là tuyệt vời. Các bạn lưu ý nếu mua đàn ở xung quanh tầm 1-5 triệu, nên lưu ý cái đàn này.